Những màu tóc đẹp nhất bạn sẽ chuẩn bị cho năm 2021. Các màu tóc đẹp 2021 là những màu không có nổi bật nhưng cũng đủ để bạn thay đổi vẻ ngoài của mình. Màu tóc luôn là yếu tố quan trọng trong quá trình làm đẹp của rất nhiều chị em phụ nữ. Đây cũng là một mẹo để tạo phong cách mới. Màu nâu trầm. Nếu bạn đang tìm một màu tóc đẹp dành cho năm 2021 thì đây là sự lựa chọn số 1, là màu tóc sẽ không bao giờ lỗi thời. Nâu trầm là tông màu phù hợp với mọi làn da, chất tóc và dành cho mọi độ tuổi khác nhau. Phải nói là trên cả tuyệt vời, màu tóc này luôn nằm trong top 3 màu tóc đẹp nhất. Chính vì vậy đây là màu tóc đẹp phổ biến, được sử dụng rộng rãi cho tất cả các mùa trong năm. Ưu điểm tôn da, dễ dàng kết hợp với tất cả các kiểu trang điểm khác nhau. Màu nâu đen, đây là một lựa chọn của hầu hết phái đẹp, bởi đây là tôn màu tôn lên làn da, giúp sáng da. Ngoài ra đây còn là màu tóc đẹp mà không kén tuổi và dành cho mọi kiểu tóc có độ dài ngắn khác nhau. Màu nâu đen tuy đơn giản nhưng nó lại góp phần không nhỏ trong việc làm đẹp. Nếu bạn không muốn quá nổi bật hoặc không thích những màu tóc hiện đại thì đây chính là một lựa chọn thông minh cho năm 2021 này. Một màu tóc đẹp giúp tôn lên vẻ ngoài quyến rũ của phái nữ. Màu bạch kim, đây sẽ là một quyết định táo bạo, là một trong những màu tóc đẹp và đang trở thành xu hướng thời thượng của giới trẻ. Bạch kim tạo cho chủ nhân vẻ ngoài sạch điệu, nổi bật, tôn lên toàn bộ những điểm ưu tú trên khuôn mặt. Lưu ý, tuy là một màu tóc đẹp nhưng không phải ai cũng nhuộm được màu bạch kim thời thượng này đâu nhé. Màu tím khói, trào lưu nhuộm tóc màu tím khói đang khiến các bạn nữ chết mê chết mệt. Màu tóc đẹp này mang đến cho chủ nhân phong cách dịu nhẹ quyến rũ vô cùng. Xu hướng nhuộm tóc này đang rất thịnh hành hiện nay, một gam màu hấp dẫn, được nhiều bạn trẻ lựa chọn để làm mới phong cách lâu nay của họ. Bạn hãy tự tin thể hiện phong riêng của bản thân mỗi khi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu với màu tóc hot năm 2021 này nhé. Điều đặc biệt khiến tím khói được tin dùng đó là có thể sử dụng cho mọi màu da. Tuy không phải là màu tóc quen thuộc nhưng nó lại được sử dụng rộng rãi. Đây là màu tóc đẹp và gần như chẳng bao giờ hết hot và luôn hợp xu hướng. Nếu bạn muốn nhuộm tóc cho năm 2021 mà chưa biết đâu là Gen Z thì đây chính là màu tóc tuyệt vời dành cho bạn đấy. Màu hồng. Những kiểu tóc nhuộm màu hồng đang trở thành trào lưu không thể bỏ qua trong giới trẻ. Rất nhiều sao Việt đã khiến fan mê mệt khi nhuộm màu tóc đẹp vô cùng này. Là một trong số ít màu tóc giúp làn da trắng sáng hơn lại tạo được phong cách riêng mỗi khi xuất hiện. Điểm nổi bật của màu tóc này đó là phù hợp cho mọi làn da và dành cho mọi độ tuổi. Màu đỏ hồng. Nhuộm màu tóc đẹp 2021 là xu hướng của rất nhiều sao Hàn. Màu tóc phù hợp giúp tôn da và làm cho khuôn mặt tươi trẻ, hấp dẫn hơn. Đỏ đồng đang được giới trẻ yêu thích. Màu tóc đẹp này giúp sáng da, tạo nên mái tóc sành điệu và vô cùng nổi bật ở mọi nơi. Đây không phải là màu tóc giản dị, nó là một màu tóc sẽ giúp bạn tỏa sáng và nổi bật ở bất cứ nơi đâu. Đỏ đồng có rất nhiều biến thể khác nhau, điều này giúp bạn dễ dàng hơn để phối hợp với phong cách trang điểm của mình. Màu đỏ cam, đây là xu hướng nhuộm tóc đẹp được rất nhiều chị em lựa chọn. Màu đỏ cam giúp làn da thêm sáng, cho một diện mạo trẻ trung hơn. Màu đỏ cam đang tạo nên làn gió mới cho giới trẻ, nó tạo cho họ mái tóc hấp dẫn và vô cùng nổi bật. Đây đang là màu tóc hot dành cho năm 2021. Các chuyên gia làm tóc cho rằng, đỏ cam sẽ dần thay thế những màu tóc đẹp đơn giản trước đây. Nếu bạn đang muốn thay đổi bản thân thì hãy chọn ngay phương án cực hấp dẫn này. Xu hướng nhuộm tóc dành cho mọi kiểu tóc là đây. Bạn có thể nhuộm cho tóc bốp, tóc xoăn hay tóc ngang vai của mình. Màu cà phê. Nhuộm màu cà phê luôn cho chúng ta vẻ ngoài hoàn hảo mà không quá nổi bật. Đây là một màu tóc đẹp có rất nhiều biến thể khác nhau để bạn chọn lựa. Là tông màu phù hợp với mọi kiểu tóc khác nhau tạo nên sức hấp dẫn dành cho tất cả chúng ta. Đây sẽ là lựa chọn thật hoàn hảo dành cho những bạn muốn thay đổi hoàn toàn mái tóc cổ điển. Các bạn muốn theo phong cách Hàn Quốc nên chọn ngay màu cà phê để biến hình trở nên lung linh như sao Hàn. Màu xanh dương. Nhuộm tóc màu xanh dương đủ để bạn có vẻ ngoài đẹp và quyến rũ hơn. Nếu bạn thích những màu tóc đẹp nổi bật thì chọn nó sẽ là lựa chọn thích hợp nhất. Đây là màu tóc không hề cho cảm giác nhàm chán. Đã từ rất lâu, tông màu xanh đã gắn bó với hầu hết phái đẹp. Có lẽ đây là lựa chọn hàng đầu của những bạn sành điệu. Hiện nay, màu tóc đẹp 2021 này đã có rất nhiều biến thể khác nhau, giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn để phù hợp hơn với cách tạo kiểu tóc và màu da của mình. Màu xám khói. Nếu bạn đang phân vân và muốn tìm kiếm một kiểu tóc đẹp để làm mới mình thì chọn nhuộm thêm màu xám khói sẽ là sự lựa chọn hay. Đây là một biến thể màu tóc đẹp hiện đại và chắc chắn rằng sẽ không bao giờ lỗi mốt. Màu tóc này thích hợp với những bạn muốn phá cách, thích lối sống hiện đại 2021. Màu sô-cô-la. Xu hướng nhuộm sô-cô-la đang khiến giới trẻ mê mẩn. Đây là màu tóc đẹp nhất đầu năm 2021, mang đến cho chủ nhân một ngoại hình đầy trẻ trung. Nó đang là xu hướng sẽ thay thế tông nâu năm trước. Các diễn viên nổi tiếng như Sơn Tùng cũng đã bắt đầu lăng xê cho xu hướng màu tóc 2021 này. Nếu bạn đang muốn thay đổi bản thân, hãy chọn ngay phương án thay thế hoàn hảo này nhé. Một ưu điểm nữa của sô-cô-la đó là nó phù hợp với nhiều kiểu tóc khác nhau, từ tóc ngắn đến tóc dài. Màu nâu cho.
không phải là xu hướng màu tóc mới, nhưng nâu cho vẫn được rất nhiều người quan tâm, bởi đây là màu tóc tôn da và rất bền màu, là màu tóc phổ biến nhất từ trước đến nay. Nó mang đến chúng ta vẻ ngoài tự nhiên. Xu hướng màu tóc này thích hợp cho những cô nàng yêu thích sự dịu dàng, không muốn quá nổi bật. Trên đây là những màu tóc đẹp 2021 lại rất phù hợp với làn da của người Việt Nam chúng ta. Nó được lăng xê bởi rất nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, với ưu điểm là bền màu, dễ chăm sóc. Đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo và không bao giờ lỗi thời.